Tập 22. 8 giờ tối, trạm vận chuyển cửa đông. Phải. Số tài liệu này đều liên quan đến Đường Tông Điên. Có lẽ có tình báo mà chúng ta luôn muốn tìm. Ông đi sắp xếp đi. Cho dù dùng cách gì, tối nay buộc phải lấy cho được số văn kiện tài liệu này. Được. Tuy chúng ta đã báo cáo tình trạng chuyển vàng lên cấp trên, nhưng hiện giờ cấp trên cứ truy xét việc tình báo của Đường Tông Điên. Trùng Khánh cũng gửi tin đến, nói gần đây, tình báo điện tính ở khu vực Tương Bắc phát hiện tần suất liên hệ của quân Nhật đột nhiên tăng cao. Tình hình hiện giờ rất cấp bách, nếu chúng ta thu thập thêm tình báo liên quan. Vậy trước đó, vật tư và số liệu chuyến xe mà Watanabe nhắc đến có phải liên quan đến chuyện này không? Tuy chúng ta không nhận được tình báo hình ảnh từ chỗ giáo sư Limbe, nhưng dựa theo kết quả nghe lén của chúng ta, quân Nhật quả thật đã vận chuyển vật tư dự phòng. Có lẽ đây chính là một phần trong kế hoạch giấu cộng mà trước đó Kwatadabe nhắc đến. Vậy chúng ta có cần gửi số tình báo này cho phía Trùng Khánh không? Trước khi chưa xác định mục đích kế hoạch quân Nhật lần này, Khoa phải liên lạc với Trùng Khánh. Hơn nữa, mã điện báo của chúng ta rất dễ bị chặn hoặc phá giải. Quá hấp tấp, ngược lại bất lợi với chúng ta. Biết rồi. Mau đi làm đi. Nghe nói văn phòng của cậu bị người ta cài máy nghe lén. Phải. Tôi cũng vừa mới phát hiện. Biết ai làm không? Rất có thể là Phùng Sở Lương làm. Tối nay tôi sẽ xác nhận lần cuối. Điều tôi muốn biết là có bao nhiêu tình báo bị lộ ra ngoài. Chuyện vận chuyển vàng rất có thể đã bị đối phương biết rồi. Kế hoạch vận chuyển vật tư dự phòng có lẽ cũng bị nghe thấy. Xin lỗi, do tôi quá sơ ý. Tôi nhất định tìm cách cố gắng bù đắp. Bù đắp thế nào? Số vật tư này ngày mai sẽ phải chuyển đi. Cậu có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Tôi cho cậu xem cái này. Đây chính là lệnh đại lục số 538 chính thức được ký. Kế hoạch giấu cộng không được dừng lại, cũng không thể vì sai lầm của cậu mà phát sinh bất cứ thay đổi gì. Nhưng trong thời khắc mấu chốt này, cậu lại nói với tôi văn phòng cậu bị người ta nghe lén. Đây quả thật là một sự sỉ nhục. Cậu bảo tôi phải làm sao ăn nói với tổng bộ. Có phải cậu muốn tôi nói với tổng bộ hủy bỏ lệnh này hay không? Hay là để binh đoàn 11 dừng tất cả hành động? Xin lỗi. Xin lỗi. Cậu đã nói 80.000 tướng sĩ tiền tuyến của binh đoàn 11. Kế hoạch này quan trọng với chúng ta thế nào? Bây giờ thời gian đã chín mùi rồi. Binh đoàn 11 đã từ bỏ Bắc Thượng, từ bỏ tác chiến với Liên Xô, chính là để đã kích nặng nề chiến khu 9. Kế hoạch vận chuyển bị lộ bao nhiêu? 2 chuyến xe, 2 lô hàng. Điều chỉnh kế hoạch, thay đổi cách vận chuyển. Lập tức thông báo. Rõ. Nếu hôm nay tôi xác nhận được là Phùng Sở Lương đang nghe lén chúng ta, tôi sẽ không đương tay với ông ta nữa. Khoan động đến Phùng Sở Lương. Tại sao? Ông ta vẫn còn có ích với chúng ta. Tôi không hiểu ý của ngài lắm. Tôi đang đoán có một khả năng, bởi vì kế hoạch của 2 chuyến xe bị bại lộ, có lẽ ông ta suy ra được điểm tập kết. Dân số tham chiến và số lượng trang bị của chúng ta, nếu là như vậy, vậy thì sẽ nguy hiểm với chúng ta. Khoan động về Phùng Sở Lương, cậu hoàn toàn có thể lợi dụng hắn. Tóm lại, thời gian còn lại của cậu không còn nhiều nữa. Cậu phải nghĩ mọi cách bù đắp sai lầm mình phạm phải. Nhiệm vụ này cậu làm được không? Nếu lần sau cậu lại khiến tôi thất vọng, binh đoàn 11 thiếu một chỗ trống, tôi sẽ đưa cậu ra thẳng chiến trường. Tôi hiểu rồi. Trưởng ban, tướng quân Kasuga nói thế nào? Lập tức điều chỉnh thời gian xuất phát, chuyến xe vận chuyển vật tư và lộ tuyến di chuyển tránh để người khác tiến hành phá hoại. Yên tâm đi, chúng tôi có thể tiến hành điều chỉnh bất cứ lúc nào, chỉ đợi họ rơi vào bẫy thôi. Đồ tối nay chuẩn bị xong chưa? Tôi nghĩ Phùng Sở Lương nhất định sẽ bắt bẫy của chúng ta. Tôi biết rõ Phùng Sở Lương lợi dụng tôi bao nhiêu. Sớm muộn tôi sẽ bắt ông ta ói ra. Sau khi quay về, lập tức tìm ra địa điểm nghe lén cho tôi. Dạ hiểu, tôi lập tức làm ngay. Phim được thuyết minh bởi iDrama Huace TV Vietnam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Xong rồi, nghe được gì không? Họ nói chuẩn bị chuyến xe vận chuyển vật tư, điều chỉnh thời gian và tuyến đường. Chuyến xe không quan trọng, dù họ điều chỉnh xong, chúng ta vẫn có thể nghe lén kế hoạch của họ. Điều quan trọng là số tài liệu văn kiện của Đường Tông Điên, ông phải lấy bằng được. Tôi biết rồi. Ông phải ra tay trước khi xe đem kinh nhập hàng, để tránh xung đột trực diện với người của Watanabe. Động tác phải nhanh, lấy được rồi về đây ngay. Chuẩn bị phân tích xuyên đêm. Hiểu rồi, tôi lập tức xuất phát. Mau đi đi. Phía Phùng Sở Lương thế nào? Người của họ đã ở quanh trạm xe hàng. Dẫn đầu là người tên Lão Tự. Chắc là họ sẽ ra tay ở bên ngoài. Thông báo xuống, lập tức hành động. Rõ. Đi xem. Xe đến rồi, mau đáp vào. Bao dừng xe, đứng lại, đứng yên. Xuống đây, xuống xe. Bao, xuống đây. Bao lên, rút bao, lái xe. Báo cáo, người của họ đã chặn xe rồi. Đi, rõ. Vào đi. Ông chủ, chúng tôi về rồi. Đây là tất cả tài liệu trên xe, tôi đã mang nó về rồi. Tốt. Tối nay chắc chắn phải sắp xếp lại số tài liệu này. Được. Tiểu thư, trễ rồi còn ra ngoài làm gì? Chú Đoàn, cha cháu đi đâu vậy? Trễ rồi còn chưa về. Giờ ông ấy tìm đồ cổ, Hôm nay ông ấy có việc, sẽ về khá muộn. Hay là cháu lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Chú Đoàn, cháu muốn hỏi chú một việc. Việc gì thế? Trước đây, cha cháu luôn muốn cháu rời khỏi Thượng Hải. Lúc đó cháu có dự tính của mình, không muốn đi. Nhưng bây giờ, cháu đã quyết định muốn rời khỏi Thượng Hải. Tại sao cha cháu đang muốn tìm mọi cách khiến cháu ở lại thế? Đâu có chuyện này. Cháu nghĩ quá nhiều rồi. Vậy tại sao đến giờ vé tàu vẫn chưa đặt xong? Cháu hỏi cha cháu nhiều lần rồi. Lần đầu ông ấy cũng ấp a ấp úng, nói sang chuyện khác. Gần đây Tô Giới khá hỗn loạn. Công bộ lại đột ngột thay đổi ban cổ đông. Các thương nhân Anh Mỹ đều nơm nớp lo sợ. Họ cảm thấy người Nhật sớm muộn sẽ khai chiến với Anh Mỹ. Thế nên đều ồ ạt rút khỏi Thượng Hải. Bây giờ vé tàu thiếu thốn rất bình thường. Với quan hệ của cha cháu công bộ, kiếm một tấm vé tàu đâu phải chuyện khó chứ. Chú nghĩ cha cháu suy tính của mình. Cháu đừng nôn nóng nữa. Chú Đoàn, chú theo cha cháu bao lâu rồi? Chú nhìn cháu khôn lớn, ít chứ cũng được 20 năm rồi. Ở cái nhà này, chú thương cháu nhất. Chỉ cần cháu và anh Cẩm Đường phạm lỗi gì, đều là chú giúp bọn cháu giấu ra. Cha cháu luôn bận rộn. Bây giờ nghĩ lại, thời gian chú ở bên cháu còn lâu hơn thời gian cha cháu ở với cháu. Đúng vậy. Chú xem các cháu như con mình, đặc biệt là cháu. Chú Đoàn, cháu xin chú một việc được không? Tiểu thư, khách sáo thế làm gì? Có chuyện gì cứ dặn dò. Thế này, cháu có một chiếc chìa khóa, muốn giao cho anh Cẩm Đường. Chú giúp cháu giao cho anh ấy được không? Chuyện này không được. Chú Đoàn, giờ người giúp được cháu chỉ có chú thôi. Bây giờ cháu không thể đi tìm anh Cẩm Đường, nên cháu đi tìm anh ấy sẽ gây rắc rối cho anh ấy. Tiểu thư, chuyện gì tôi cũng thể giúp được, chỉ riêng chuyện này không được đâu. Nếu để lão cha biết, đó là chuyện không được đâu. Chú yên tâm đi, cháu không để cha cháu biết đâu. Tôi biết, chú biết ý của cháu. Nhưng nếu như giấu lão cha đi tìm Cẩm Đường, rất nhiều chuyện sẽ không nói rõ. Cháu không biết giữa anh Cẩm Đường và cha cháu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chú Đoàn, cháu biết trong lòng chú luôn có bọn cháu, luôn thiên vị bọn cháu. Cháu sắp rời khỏi Thượng Hải rồi, cháu có thể vĩnh viễn không quay lại nữa. Chú cứ xem như đây là yêu cầu cuối cùng của cháu, có được không? Cháu xin chú đó, chú Đoàn. Cháu còn xin chú. Xin lỗi tiểu thư, tôi không giúp được đâu. Chú Đoàn. Thế nào, ông có tìm được gì không? Tôi thấy trong số văn kiện này đều đã công bộ nội vụ gửi cho Đường Tông Điên, còn có tài liệu vật tư dự bị Đường Tông Điên cung cấp cho phía Nhật. Đa số là tin tức lúc hội chiến Vũ Hán, cơ bản đều là bố trí của phía Ung tinh vệ và cả phương án phối hợp tác chiến, không có lợi gì cho chúng ta. Chỗ tôi cũng chỉ có một số tình báo cũ. Kỳ lạ, sao Watanabe lại chuyển nhiều tình báo cũ từ Nam Kinh về đây vậy? Có những tình báo có khi nào đều giấu trong văn kiện, có lẽ cần dùng mật mã để đối chiếu. Gọi người có ban ứng dụng đến đây, bảo họ xử lý. Giờ tôi đi ngay. Bây giờ chúng ta cơ bản sắp xếp được kế hoạch vận chuyển vật tư. Từ các điểm tập kích vật tư mà chúng ta nắm được có thể thấy, đều để tiếp viện cho bên đoàn 11 của quân Nhật. Hiện giờ có thể khẳng định, mục tiêu tiếp theo của quân Nhật chỉ là tấn công chiến khu số 9. Từ số lượng của lô tiếp viện này, ít nhất có thể hỗ trợ quân Nhật. Tác chiến đoàn 98 đến 9 sư đoàn. Hiện giờ cái chúng ta thiếu chính là hai tình báo then chốt. Một là thời gian, còn lại là kế hoạch tác chiến. Việc này đối với chiến khu 9 mà nói có sự nguy hiếp rất lớn. Chúng ta gửi tình báo này đi trước, ít nhất có thể nhắc nhở chiến khu 9. Binh đoàn 11 của Nhật sẽ có hành động. Mục tiêu của họ chính là chiến khu số 9. Được, tôi lập tức soạn ngay. Vào đi. Ông chủ, thế nào? Tìm được gì không? Ban ứng dụng kỹ thuật đã tra qua rồi. Quả nhiên có một nội dung kèm mật mã. Là nội dung gì? Là kế hoạch hành động của quân Nhật. Bọn họ sắp tấn công Thường Đức. Tấn công Thường Đức sao? Bức văn kiện này do phía cố vấn của quân sự Nam Kinh gửi cho Đường Tông Điên. Có chắc chắn không? Chắc chắn. Được. Lập tức gửi điện báo mật, báo với Trùng Khánh. Ông chủ, khi để tôi kỹ mãi một vấn đề. Nếu lần này cậu lại khiến tôi thất vọng, bộ tham mưu bên đoàn 11 còn một chỗ trống, tôi sẽ đưa cậu thẳng chiến trường. Trong lòng Watanabe hiểu rõ Kagesa sắp mất hết lòng tin với mình. Điều này khiến cho Watanabe cảm thấy áp lực chưa từng có. Ông ta cảm thấy chỉ thêm một chút thời gian nhất định có thể giành thế chủ động. Cuộc đọ sức giữa cao thủ chính là đang đợi một sai lầm nhỏ của đối phương. Phùng Sở Lương thật ra cũng có chút lo lắng. Lời của lão tự không hề vô lý. Hiện giờ là thời khắc quan trọng. Một khi ông ta gửi tình báo cho Trùng Khánh, có nghĩa ông ta buộc phải gánh toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này. Còn về phía Watanabe, một khi để Watanabe phát hiện đang nghe lén ông ta, có lẽ ông ta sẽ ra tay thật. Lão Trần, đây là bức điện báo chúng tôi đã soạn ra. Lập tức gửi cho tổ trung xã, bảo họ nhanh chóng báo cho phía Trùng Khánh. Quân Nhật sắp tấn công chiến khu 9 rồi. Vậy kế hoạch tác chiến tấn công chiến khu 9 đã phân tích ra chưa? Chúng tôi đã phân tích hết thông tin trên hai tấm hình. Đáng tiếc, không có thứ chúng ta cần. Tôi nghĩ nếu Đường Tông Điên có được toàn bộ tình báo thì sẽ không có bao nhiêu đây. Tôi tin là kế hoạch tác chiến tấn công chiến khu 9 có lẽ ở trong bộ phận tình báo còn lại. Chúng ta phải nghĩ cách nhanh chóng lấy được bức tình báo đó. Cha dậy rồi à? Trời sáng rồi sao? Sao dậy sớm vậy? Đã không còn sớm nữa đâu cha. Cha đến chú tâm sức khỏe của mình. Sao lại ngủ ở phòng sách rồi? Đừng thức khuya nữa. Ngủ phòng sách thì đã sao? Vừa tỉnh giấc, con gái đã mang bữa sáng đến. Có gì không tốt chứ? Con nấu gì thế? Con nấu cháo. Con đi lấy thêm dưa muối cho cha. Không cần, để lão Đoàn lấy được rồi. Con ngồi đi. Sao vậy? Có gì sao? Nói đi. Lão già. Cha, có chuyện thì hai người bàn đi. Con lên lầu trước. Được. Lát nữa cha lên tìm con. Đây là gì? Ông chủ, điện báo nhanh của Trùng Khánh. Ý Trùng Khánh thế nào? Lão trưởng muốn mở cuộc họp ở dinh thự Hoàng Sơn, thảo luận việc bố trí chiến sự, lệnh chúng ta nhanh chóng lấy được kế hoạch tác chiến lần này của quân Nhật. Vậy chúng ta trả lời thế nào? Nói với họ, chúng ta đang tìm kế hoạch tác chiến của quân Nhật. Một khi có được, sẽ đưa đến ban tình báo chiến Tây. Lão gia, sáng nay công bộ gọi điện đến, nói tối nay có một buổi tiệc rất quan trọng, ngài nhất định phải tham gia. Buổi tiệc gì? Là buổi tiệc cảm ơn giảng dạy của Phó Chủ tịch Cha. Mấy hôm nữa thì ông ấy sẽ về Mỹ. Cổ đông Anh Mỹ lần được giải nhiệm. Xem ra tình hình ở Tô Giới chúng ta vô cùng phức tạp. Lão gia, chúng ta phải cẩn thận hơn. Người Nhật sớm muộn tuyên chiến với Anh Mỹ. Jack vừa đi, tôi thấy Tô Giới này mới thực sự trở thành thiên hạ của người Nhật. Tôi thấy chúng ta cũng phải chuẩn bị trước. Nếu tình thế bất lợi với chúng ta, đành phải chuyển đi. Chủ biên, lão Trần vừa mới đưa tình báo đến. Bên phía tổ trung xã có hồi âm rồi. Nói thế nào? Đồng chí của chúng ta ngay lập tức đã thông báo với phía Trùng Khánh. Bên phía Trùng Khánh đã phản hồi rất nhanh. Mới đó đã phản hồi rồi. Bởi vì tình thế khẩn cấp nên phía Trùng Khánh rất coi trọng. Chiều nay lão tưởng mở cuộc họp ở dinh thự Hoàng Sơn thảo luận chuyện này. Nhưng tổng bộ tham mưu Trùng Khánh còn phải xem xét được tình báo của chúng ta. Xem xét? Phía Trùng Khánh có ý gì? Không tin chúng ta sao? Nghe nói phía Trùng Khánh vừa nhận được một bức tình báo khác. Tình báo mà chúng ta phân tích ra là quân Nhật chuẩn bị tấn công quân khu 9. Còn một tình báo khác là quân Nhật chuẩn bị tấn công Thường Đức. Bọn họ cùng lúc nhận được một bức tình báo khác. Không thể nào. Phân tích của chúng ta không thể sai được. Chúng ta phân tích tuyệt đối không sai. Tôi đang nghĩ bức tình báo kia rốt cuộc do ai gửi. Tối nay Jack có một buổi tiệc cảm ơn. Chúng ta đi chung. Jack mà đi, Phùng Sở Lương hoàn toàn mất đi chỗ dựa ở Tô Giới. Tình thế hiện giờ ngày càng có lợi đối với chúng ta. Tình thế tuy có lợi với chúng ta, nhưng nếu để Phùng Sở Lương làm việc cho chúng ta thì có chút hơi khó. Tôi nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị hai cách. Nếu ông ta mất đi thế lực ở Tô Giới, chúng ta có thể dùng biện pháp mạnh, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nếu không, chúng ta tiếp tục kéo ông ta xuống nước, thực hiện cuộc giao dịch với ông ta. Phùng Sở Lương là người rất tham vọng, bàn điều kiện với ông ta rất khó. Có lẽ chúng ta có thể làm thử với người bên cạnh ông ta. Ai thích hợp? Lão Từ. Lão Từ vốn chỉ không phải người của Phùng Sở Lương. Trước đó có lẽ ông ta thuộc tình báo của quốc dân chiếc Tây, cũng giống Phùng Sở Lương là người có bối cảnh quân đội. Ông ta là người thế nào? Con người này có một chút giả tâm, hơn nữa hám lợi trước mắt. Nếu ông ta so với vua Đức Thắng và Diệp Cẩm Đường, hoàn toàn không hề trung thành với Phùng Sở Lương như họ. Hơn nữa, Phùng Sở Lương và Lão Từ bị người của chúng ta bắt. Vì vậy, rất nhiều việc của Phùng Sở Lương có lẽ ông ta đều biết. Sau này để ý người này nhiều hơn, lúc cần thiết có thể ra tay với ông ta. Tôi hiểu. Phải rồi. Văn kiện vừa gửi đến cho sở tình báo chiếc tay gửi cho Phùng Sở Lương bị chúng ta chặn được. Tưởng Chế Thạch muốn mở cuộc họp quân sự ở Dinh Hoàng Sơn. Xem ra Phùng Sở Lương lại nghe lén chúng ta rồi. Vậy cứ để bọn họ từ từ nghiên cứu bức tình báo giả đó đi. Hơn nữa, nhìn từ điện báo, điều chúng ta yên tâm là họ không có kế hoạch tác chiến của chúng ta. Nếu bên phía Trùng Khánh đã ra lệnh cho Phùng Sở Lương tìm kiếm kế hoạch tác chiến, phía Phùng Sở Lương chắc chắn bắt đầu hành động. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần Phùng Sở Lương hành động, khỏi lo không nắm bắt được sơ hở. Bây giờ tôi đến chỗ của tướng quân Kagesa báo cáo tình hình với ngài ấy. Tưởng Giới Thạch mở cuộc họp ở dinh thự Hoàng Sơn sao? Đây có lẽ là một cơ hội tốt. Tôi cũng không ngờ lúc đó để lộ một tin tức giả cho Phùng Sở Lương lại có được hiệu quả như vậy. Ngài có dự định gì? Nếu trước khi khai chiến Tưởng Giới Thạch bị tấn công bất ngờ, như vậy sẽ làm loạn đội hình của họ. Nếu Tưởng Giới Thạch chết, tất nhiên là chuyện tốt. Nếu không chết, cũng có thể chuyển hướng sự chú ý của họ. Thời điểm này trọng tốt lắm. Dứt khoát của chúng ta tập kích trước khi khai chiến, sau đó thừa cơ khởi động tấn công. Ngài muốn chuẩn bị tấn công dinh thự Hoàng Sơn trên không. Chuyện này sẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sau khi tập kích trên không, lập tức thực hiện kế hoạch dấu cộng, đánh dấu cho họ trở tay không kịp. Hiểu rồi. Phía Phùng Sở Lương thế nào? Cậu có dự tính gì? Hôm nay Jack từ chức, rất có thể tôi gặp Phùng Sở Lương trong buổi tiệc. Hiện giờ, cổ đông Anh Mỹ của công bộ gần như đã bỏ đi hết. Nếu như vậy, Phùng Sở Lương sẽ mất đi thế lực ở Tô Giới. Giải quyết ông ta sẽ dễ hơn. Đồng thời chúng tôi còn có một trợ thủ của ông ta. Có lẽ ông ta cũng là một bước đột phá. Phải nhớ kỹ hai chữ cảnh giác. Một khi Phùng Sở Lương có hành động, cậu không được lơi lại ý chí, nhất định phải toàn lực phản công hành động của ông ta. Kể từ bây giờ, hành động của cậu phải dốc hết sức mình, không được để lại cho ông ta sức phản công và phòng bị. Tôi hiểu rồi. Tôi biết cô đang lo cho Cẩm Đường. Có thể cô không hiểu hành động của cậu ấy, thậm chí không biết rốt cuộc cô ấy làm gì. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết tất cả việc làm của cậu ấy đều là vì nước già, vì dân tộc này. Sẽ có một ngày cô sẽ tự hào vì cậu ấy. Phải rồi, còn một việc nữa. Vũ Phi kiên quyết muốn đến chỗ của cha cố Adam để giúp đỡ. Trước đó tôi cảm thấy đáng tin. Dù sao nhà thờ mà Watanabe cũng không dám làm gì. Cha cố Adam ở khu vực này cũng rất có tiếng tăm. Con ra ngoài à? Con đến nhà thờ. Con đã hẹn với cha cố Adam rồi. Con đi bàn về việc của hội phúc lợi. Gọi điện là được rồi, cần gì chạy đi chạy lại cho mệt. Cha cho con đi đi. Lâu rồi con không đến nhà thờ. Con cũng muốn đi thăm các em nhỏ. Được. Chị để chú Từ đưa con đi. Cha sắp xếp xong rồi, chú Từ sẽ đón con. Cảm ơn chú. Được, vậy đi thôi. Cha, con đi nha. Lão Đoàn, rót ly trà đến đây. Dạ. Lão gia, trà cũng cài. Cảm ơn. Lão Đoàn, gần đây tâm trạng Vũ Phi không tốt. Có lẽ liên quan đến Đức Thắng. Nếu sau này đã muốn ra ngoài thì phiền ông đi với nó. Không vấn đề. Nhưng bà... Sao vậy? Lão gia, có một chuyện tôi luôn muốn nói với ngài. Nói đi. Trước đó tiểu thư từng nhắc đến, giờ tôi giao một món đồ cho Cẩm Đường. Đồ gì vậy? Một chiếc chìa khóa. Chìa khóa? Chìa khóa gì? Cụ thể không rõ. Nhưng tôi nghĩ chuyện này cần được lão gia đồng ý mới được. Lão Đoàn, gần đây tâm trạng Vũ Phi rất tệ. Vậy nên nếu nó có chuyện gì, ông cũng phải nói cho tôi biết. Có rõ chưa? Tôi biết rồi, vậy tôi ra ngoài trước đây. Lão Đoàn, Lão Đoàn, lão gia, báo với lão Từ bảo ông ấy đến nhà một chuyến. Rõ. Đem cái này đi, nhanh chóng làm một chìa khóa mới. Chìa khóa ở đâu ra vậy? Ở chỗ của Vũ Phi. Trước đó lão Đoàn nói với tôi, Vũ Phi muốn giao chiếc chìa khóa này cho Cẩm Đường. Tôi nghĩ đây nhất định liên quan đến Đường Tông Điên. Ông bao điều tra đi. Hiểu rồi, tôi lập tức điều tra ngay. Được. Đừng để lão Đoàn và Vũ Phi biết. Hiểu rồi. Lão Từ, chìa khóa thực sự rất quan trọng, tuyệt đối không được có sơ sót gì. Tôi sẽ dẫn theo hai người, làm xong tôi sẽ đưa về. Được. Đây, đừng mang về. Lát nữa đến buổi tiệc của Jack. Sau khi kết thúc, tôi sẽ đến nhà nghe lén. Ông đưa chìa khóa đến đó. Tôi biết, giờ tôi đi làm. Đi đi. Trưởng ban, chúng tôi đã giám sát lão Từ đó. Hình như tối nay có hành động. Họ có bao nhiêu người? Tổng cộng dẫn theo 3 người. Chiều nay ông ta đã đến ngân hàng Hoa Hương. Hình như là tìm hiểu tình hình. Thế này, buổi tiệc hôm nay cậu không cần đi. Có lẽ Phùng Sở Lương dự định nhân lúc tham gia buổi tiệc bí mật hành động. Hôm nay cậu theo dõi lão Từ đó. Nếu có cơ hội thích hợp thì dứt khoát ra tay. Bắt được lão Từ khoan thẩm vấn. Đợi tôi về mới nói. Hiểu rồi. Vậy hai kẻ còn lại xử lý thế nào? Giữ họ lại không có ý nghĩa gì. Không cần tôi phải nhắc nhở cậu. Cậu biết làm thế nào mà. Thế này, tôi đến buổi tiệc trước. Sau khi cậu hành động xong thì đến câu lạc bộ tìm tôi. Rõ. Watanabe tiên sinh, ông chủ Phùng, đã lâu không gặp. Tôi tưởng hai người chúng ta không còn gặp nhau nữa, nhưng không ngờ hai chúng ta đúng là may mắn thật, lại gặp nhau rồi. Mời. Xin chào tiên sinh. Cảm ơn. Cảm ơn. Các vị, về đây 2 năm trước, tôi mở một buổi tiệc ở đây. Lúc đó tôi mới nhậm chức, trở thành bạn với mọi người. Về đây có 2 năm sau, tôi tổ chức buổi tiệc lần cuối. Jack nói đi là đi, có phải không lành lòng không? Jack hiểu rất rõ, vốn dĩ không thuộc về nơi này, thì không nên có suy nghĩ trở thành chủ nhân nơi này. Ông thấy phải không? Kwatadabe tiên sinh, người ông chủ Phùng nói không phải Jack nhỉ? Những người bạn ở công bộ của ông đều không thể là bạn chung hoạn nạn. Ai nấy đều đi hết. Họ cũng không suy nghĩ cho ông. Nếu tôi là họ, tôi cũng làm như vậy. Nhưng tôi vốn dĩ đã thuộc về nơi này. Tôi không thể đi đâu được. Vậy ông có thấy mình cô đơn lắm không? Có thấy tất cả mọi người đều bỏ rơi ông không? Có lẽ ông sẽ nói không có, nhưng có một ngày ông sẽ nghĩ như vậy. Thế giới này vốn đã cô đơn rồi. Chuyện sau khi Thượng Đế tạo ra vạn vật, ít ra chúng ta còn có thể chơi trò kẻ mạnh thì sống. Nếu như đi đến tận cùng thế giới thì sao? Vậy tôi chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, chính là nghỉ ngơi mãi mãi. Thứ hai, chính là lật đổ. Nhưng tôi không tin thế giới này sẽ bị lật đổ. Không chỉ một mình tôi, tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ đi cùng với tôi. Ông nói phải không? Các bạn, chúng ta đơn ly. Cạn ly nào. Phùng tiên sinh, mấy năm nay tôi thu được rất nhiều đồ cổ từ ông. Ông rất coi trọng tình nghĩa. Thật ra tôi không yên tâm về ông. Ông xem, ngay cả người Anh, người Mỹ chúng tôi đều bị người Nhật ép vào đường cùng. Thân là bạn của ông, tôi khuyên ông sau này phải hành sự cẩn thận. Nhưng bà Watanabe tiên sinh cũng xem như là bạn lâu năm của tôi. Hôm nay hai người đến đây tôi thấy rất vui. Hai người trò chuyện đi. Tôi đã chuẩn bị rượu ngon ở phòng riêng. Đi, tôi mời hai người uống rượu. Để mặt tôi. Đi thôi. Lên.